Đừng bỏ đi, hãy tận dụng nó. Hãy tận dụng nó. Không hề thôi, ta sẽ làm. Hãy cùng sống xanh. Sinh ra ở vùng Trung Du phía Bắc, gia cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Thu Hoa được nuôi lớn bằng các món ăn thưởng thức trong dân gian. Cô gái có đam mê tìm hiểu ẩm thực truyền thống này, bỗng thắc mắc vì sao hiện nay thực phẩm muốn trữ lâu thì người ta phải đưa vào tủ lạnh cấp đông hoặc là dùng tới hóa chất. Trong khi xưa kia tổ tiên chưa có tủ lạnh và cũng không có hóa chất thì làm thế nào để bảo quản thực phẩm được lâu? Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống xanh thân thiện với môi trường, đặc biệt là tự thấy cần tìm giải pháp để giúp cộng đồng bảo quản thực phẩm mà không phải dùng đến các phương tiện tốn kém hay gây hại cho sức khỏe con người. Chị Hoa đã đi hỏi các cụ già nhất trong làng, rồi tự mình mua nguyên liệu về nghiên cứu để tìm ra công thức bảo quản thịt từ 6 tháng đến 1 năm mà không hư. Cơ duyên mà mình biết đến món thịt muối thì là mình có tìm hiểu đến ngày xưa của cha ông ta ấy, là khi mà đến những cái dịp lễ Tết thì cha ông ta thường hay mổ lợn. Mà thời đấy thì nó chưa có tủ lạnh như bây giờ. Và muốn bảo quản được thịt ý, lúc đấy là cha ông ta sẽ ướp thịt với muối và thính để làm sao giúp thịt được bảo quản lâu, có thể để được 6 tháng, thậm chí là 1 năm. Mục đích là như vậy. Thì trong cái quá trình mà mình tìm hiểu như vậy ý, thì mình về mình có làm thử. Vì thực sự là mình rất muốn là tìm hiểu lại những cái bản sắc dân tộc, cũng như là những cái món ăn xưa trước đây là như thế nào mà lại kiểu như kiểu nó hay như vậy ý, mà lại có thể bảo quản được. Vì là bây giờ với thời điểm hiện tại nhá, hầu như chúng ta thường hay bảo quản là chất bảo quản hoặc là cấp đông hoặc một cái gì đó thì mới bảo quản được. Mà ngày xưa các cụ bảo quản hay như vậy mà có thể bảo quản được thịt thì Hoa về Hoa cũng thử nghiệm rất nhiều lần. Đến cái lần rất là mặn rồi thì nó mới không bị hỏng, bị thối. Thực ra lần đầu làm ấy, mở ra nó bốc mùi đấy. Sau một quá trình Hoa tìm hiểu thì Hoa làm ra được cái món đấy. Và khi làm như thế thì tay Hoa thái ra, Hoa bảo chắc quả này thành công rồi. Thái ra nhưng xong đến khi mà thái ra nó đỏ ấy. Khi Hoa thấy đỏ thế thì Hoa cũng hỏi những người già nhất thì các cụ bảo là như thế là đúng rồi. Vì khi muối như vậy là cái miếng mỡ ấy, nó trong veo vào, nó đanh cái miếng thịt đấy. Cái thịt nạc nó sẽ đỏ, đỏ hồng ấy, chứ không phải đỏ tươi. Mình nhìn mình sợ mình không dám ăn. Thì lúc đấy là cũng liều là thử. Thực ra ăn thì nó rất là ngon luôn, nhưng mà nó rất là mặn. Thì lúc đấy Hoa mới nghĩ làm thế nào để cải tiến mà ai cũng nhìn được cũng dám ăn. Đầu tiên thực ra Hoa còn hấp lên này, Hoa nấu đủ kiểu. Trong những cái cách Hoa thử thì có một cách nó là chiên lên. Hoa cho lên chảo, Hoa chiên lên. Thì lúc mà Hoa chiên lên như thế thì những người xung quanh ấy, người ta thấy là ôi cái món gì đấy mà thơm thế, mà ngửi mùi nó lạ thế. Thì khi Hoa chiên lên xong một cái, Hoa thái ra ai ăn cũng khen ngon. Chỉ duy nhất một điều người ta nói là ôi cái hương vị này ngon thế, ngon rất ngon nhưng bị mặn quá. Thì lúc đấy Hoa mới thấy là cái vị này rất ngon rồi, cái cách làm này đảm bảo rồi. Hoa bắt đầu Hoa cải tiến là Hoa giảm cái vị mặn đi, cứ giảm dần, mỗi hôm giảm một tí, mỗi hôm giảm một tí, cho đến khi nó vừa mà nó lại không bị hỏng. Hoặc thay đổi rất nhiều công thức. Khi Hoa ra được cái công thức đấy rồi, Hoa bắt đầu Hoa chiên lên cho mọi người ăn thử. Mọi người bảo đấy kiểu như thế, mọi người đấy đúng rồi đấy, cái vị này nó rất thơm này, mà nó vừa này, ăn với cơm vừa vặn luôn, kết hợp ăn với cơm trắng này, hoặc là ăn với xôi này, hoặc là thậm chí kẹp với bánh mì là người ta ăn thì người ta thấy rất là ngon. Thì đến lúc đấy là Hoa cảm thấy là mình đã tìm ra được cái cách để gìn giữ và phát triển cái món đấy. Cơ bản là đại đa số đã thấy ngon rồi. Dần dần thì bây giờ hiện tại nhiều người đã biết đến món thịt muối, thậm chí là lựa chọn cái món thịt muối để làm quà biếu đặc biệt vào những dịp lễ Tết. Thực sự là hôm nay là Hoa được nói ra cái câu chuyện này, Hoa thấy rất là vui vì là được kể lại cái hành trình mà mình đã tìm hiểu và mình cải tiến, gìn giữ để phát triển cái món đó. Đấy, thế nên là cũng rất là mong muốn là mọi người chưa được thử món ăn này thì hãy thử nghiệm một lần để xem cái cách mà các cụ ngày xưa bảo quản thịt như thế nào, là sẽ ra được cái hương vị ra sao. Thường là Hoa sẽ lựa chọn thịt ba chỉ. Thực ra bản thân Hoa cũng đã thử rồi, thử từ tai này, thịt mông này, thịt vai này, tất cả các bộ phận trên con lợn là Hoa đã thử để xem là bộ phận nào nó sẽ là ngon nhất. Thì Hoa thấy là cái thịt ba chỉ, cái bộ phận lườn của con lợn sẽ là ngon nhất, vì nó có cả nạc cả mỡ, khi chiên lên ăn rất là ngon, nó vừa béo béo ngậy ngậy, xong nó lại không bị ngấy. Cái hay của thịt muối nó là như thế, mọi người ngửi rất là thơm, béo ngậy nhưng ăn không hề ngấy. Như bình thường mọi người hiểu ấy, cái mỡ nó rất dễ thối. Thì Hoa sẽ làm sao để đảm bảo được cái công thức tỷ lệ ngấm được vào cái mỡ đấy là vừa vặn, khi mà nó ngấm vào thịt nạc nó không bị mặn quá. Vì khi trộn gia vị, nạc bao giờ sẽ ngấm nhanh hơn là mỡ.
thì làm sao cái tỷ lệ đấy và cũng cái cách thức làm như thế nào để cho là gia vị nó vừa ngấm được vào mỡ và vừa ngấm vào thịt để đảm bảo thịt nó không bị thối. Lý do mà Hoa đặt tên là thịt muối vì là muối nó là một trong những thành phần rất là quan trọng để bảo quản thịt. Nó cũng là bí quyết, gần như kiểu là cái bí quyết mà giúp cho cha ông ta bảo quản được cái thịt được lâu hơn. Cái món này nó không chỉ là một món ăn mà Hoa muốn lưu lại cái cách mà ngày xưa cha ông ta đã bảo quản thịt như thế nào. Hoa đã phải cải tiến và thậm chí là mang đi xét nghiệm để đảm bảo những cái tiêu chí tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoa muốn lan tỏa cái món thịt muối đấy, món ăn của dân tộc Mường cũng như là đặc sản tại vùng đất tổ này đến nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam, để làm sao người tiêu dùng ở Việt Nam mình ít nhất mọi người sẽ biết được đến cái cội nguồn cũng như là cái cách bảo quản thịt ngày xưa của cha ông ta và cái hương vị của thịt muối xưa kia ông cha ta đã làm như thế nào. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thịt muối tại nhà. Nguyên liệu bao gồm là thịt ba chỉ, thính này, bột nêm, hạt tiêu, bột canh, muối, mì chính và lá ổi, hộp nhựa, cái que cài ép nữa nhá. Trước khi làm thì các bạn lưu ý là chọn thịt ba chỉ thì cố gắng là chọn những miếng thịt ba chỉ liền thớ nhau như thế này. Đấy là cẩn thận để chúng ta nên khò. Khò như thế này khi mình chiên thịt lên thì cái da nó sẽ giòn. Ta sẽ bổ như này, khoảng 3cm. Ướp gia vị. Đây là thành phẩm mà Hoa đã trộn sẵn. Rắc muối, gia vị trộn đều. Cho thịt vào trong hộp, đóng nắp kín và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 đến 4 tiếng để cho gia vị ngấm vào trong thịt. Thì lúc đấy chúng ta sẽ đổ thịt ra và làm những công đoạn tiếp theo. Trộn thính, cho vào trong lọ, cài lá, cài que, úp ngược cái hộp xuống để cho nó ra nước, giúp cái miếng thịt muối nó khô và nó nhanh lên men. Khi mình ăn một cái thực phẩm gì vào trong cơ thể thì cũng phải nhờ rất nhiều các loại lợi khuẩn để có thể chuyển hóa được cái thức ăn đó thành cái dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể. Ướp thịt, muối thịt theo cái đưa một cái vi khuẩn lợi khuẩn vào và để trong 2 ngày. Vừa có tính chất bảo quản, bởi vì đã có những cái vi khuẩn lợi khuẩn như vậy rồi thì đối với các cái vi khuẩn khác là rất là khó xâm nhập mà để có thể làm hỏng cái thực phẩm đó. Đấy, nó có hai cái lợi. Một cái lợi là về vấn đề bảo quản. Cái lợi thứ hai tức là nó đã giúp cho cái miếng thịt đó chuyển hóa trong cái những cái hoạt chất, những cái dinh dưỡng trong miếng thịt sẽ rất là dễ hấp thu đối với cơ thể người. Khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm đó thì nó sẽ rất là dễ tiêu bởi vì nó đã được qua một quá trình chuyển hóa rồi. Ngày xưa thì không phải là giống như bây giờ, nuôi được một con lợn có khi phải hàng năm. Thế sau đó rồi làm thịt ra rồi thì không thể nào ăn được một hai bữa, chả biết bảo quản như thế nào. Thế thì nhiều cái phương pháp bảo quản của dân tộc mình, cái thực phẩm nó để được lâu và cái hoạt chất nó vẫn giữ được. Nếu như mà bây giờ mà chúng ta lại có thể khôi phục được phương pháp bảo quản thịt của các cụ từ ngày xưa thì đấy cũng là một cái sự bảo tồn, một cái di sản văn hóa rất là quan trọng. Nhất là mình cũng thấy là cái sản phẩm này nó được ở Đền Hùng, thật sự thì cũng đấy là cũng là một cái mà rất là tự hào đối với sản phẩm vì nó cũng được xuất thân từ một cái nơi đất tổ mà nó lại có những cái hương vị ngon, lại vừa có rất nhiều cái chất dinh dưỡng mà lại bảo quản được lâu. Này thật sự là rất là về bản thân mình, về góc độ y tế mình cũng thấy rất là ngưỡng mộ để có một cái sản phẩm để có thể chăm sóc cộng đồng, một cái đặt cái dinh dưỡng cao. Đối với bất kể một cái quy trình nào về vấn đề thực phẩm thì cũng phải yêu cầu rất là cao về vấn đề an toàn. Đấy, về việc nuôi cái con lợn là phải đảm bảo về vấn đề sạch. Trong quá trình bào chế là tất cả các quy trình phải đảm bảo là tuyệt đối sạch, bởi vì đây là cái thực phẩm chúng ta có thể sử dụng vào trong cơ thể để đưa được cái dinh dưỡng vào cơ thể. Điều đầu tiên phải là vấn đề sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm thì cũng đều phải có cái sự giám sát của bên vệ sinh an toàn thực phẩm. Những bông hoa đu đủ đực với câu chuyện ngâm mật ong và làm trà đã nhận được nhiều thư của khán giả gửi đến chương trình. Bạn Trần Nguyễn Quỳnh Thu chia sẻ, mình từng được ngửi mùi hoa đu đủ ngâm mật ong rất thơm. Những sản phẩm của bạn rất có lợi cho sức khỏe. Cách trồng trọt, chăm sóc cây lại có ý nghĩa với cộng đồng nữa. Mến chúc những sản phẩm của bạn ngày càng phát triển và được phổ biến rộng rãi đến mọi người. Cảm ơn bạn Quỳnh Thu. Chương trình cũng chúc mừng hai bạn Lê Lâm và Thanh Ngoan. Các bạn gửi địa chỉ và số điện thoại nhận quà đến email cungsongxanhthanhnienavonggmail.com để nhân vật gửi quà tặng các bạn nhé. Còn bây giờ là câu hỏi cho các bạn muốn trải nghiệm món thịt muối dân gian. Sau đây Hoa có một câu hỏi dành cho quý khán giả, đó là
công đoạn để tạo ra món thịt muối ngon, chuẩn, đúng vị nhất là gì? Đáp án thứ nhất, trộn thính. Đáp án thứ hai, trộn gia vị. Đáp án thứ ba, cài lá. Đáp án thứ tư là đóng lọ. Ba bạn trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ chương trình. Chúc các bạn may mắn. Cùng sống xanh thanh niên avong@gmail.com chính là hộp thư điện tử nhận câu trả lời kèm địa chỉ và số điện thoại nhận quà của ba khán giả nhanh tay ở trò chơi này. Bắt đầu luôn quý vị nhé. Cùng sống xanh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của trại giun quế GHD ở thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.